Hợp tác xã nông nghiệp Công bằng Thuận An và Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đắc Minh được tôn vinh tại ngôi sao hợp tác xã 2024. Đắc nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 và các hoạt động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đắc nông phạt nguội 17 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông với tổng số tiền trên 43 triệu đồng. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắc Đông ngày hôm nay 12 tháng 4. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Tại lễ tôn vinh và trao giải thưởng ngôi sao hợp tác xã năm 2024, được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tối 11 tháng 4, tại Hà Nội, tỉnh Đắc Nông có một hợp tác xã và một quỹ tín dụng được tôn vinh, trao giải. Đó là Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Thuận An và Quỹ tín dụng Nhân dân Thị trấn Đắc Minh. Các hợp tác xã được tôn vinh. Trao giải là những mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội, phấn đấu không ngừng, lao động năng động, sáng tạo vì sự phát triển kinh tế tập thể. Đợt này, cả nước có 100 hợp tác xã được tôn vinh, treo giải. Sáng nay 12 tháng 4, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 và các hoạt động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Trong năm 2023, ngành y tế chủ trì, phối hợp thành lập 305 đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra 3.881 lượt cơ sở, có 3.059 cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, 822 cơ sở vi phạm. Lực lượng chức năng đã xử phạt tiền 52 cơ sở, nhắc nhở 770 cơ sở. Lực lượng công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, xử lý 9 vụ, 9 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong năm 2024, Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, kinh doanh, vận chuyển thuốc lá lậu tiếp tục được ban chỉ đạo tăng cường. Trọng tâm là thanh tra, hậu kiểm đột xuất về an toàn thực phẩm, kinh doanh thuốc lá. Từ đầu năm 2024 đến nay, Đắk Nông thu được 127 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 14,94% kế hoạch năm 2024. Trong đó, thu cấp tỉnh đạt 35,76 tỷ đồng đạt 7,15% kế hoạch và thu cấp huyện đạt 91,24 tỷ đồng, đạt 26,07% kế hoạch. Một số địa phương có kết quả thu tiền sử dụng đất cao như Đắc Song, đạt trên 65% kế hoạch năm 2024, Tuy Đức, đạt trên 45% kế hoạch và Đắc Lấp, trên 40% kế hoạch. Kết quả thu tại Đắk Minh, Đắk Gờ Long và thành phố Gia Nghĩa đạt thấp, dưới 15%. Nhìn chung, kết quả thu tiền sử dụng đất từ đầu năm 2024 tới nay còn thấp so với chỉ tiêu giao. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết cho một gia đình ở xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức và một gia đình ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Hai gia đình đều thuộc hộ nghèo lâu năm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ hai gia đình xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hai căn là hơn 200 triệu đồng. Trong đó, 140 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, số còn lại do địa phương, gia đình và đồn biên phòng Đắc Song, đồn biên phòng Tuy Đức hỗ trợ, giúp đỡ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, lực lượng của đơn vị đã phạt nguội 17 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, với tổng số tiền trên 43 triệu đồng. Trong số này, có 5 trường hợp bị cảnh sát giao thông xử lý thông qua hình ảnh, tư liệu do người dân cung cấp. Ngoài phạt tiền, 16 trên 17 trường hợp vi phạm còn bị cảnh sát giao thông tước giấy phép lái xe có thời hạn. Cảnh sát giao thông Đắk Nông khuyến khích người dân cung cấp thông tin, tư liệu về hành vi làm mất trật tự giao thông để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Thông tin, tư liệu gửi về phòng cảnh sát giao thông Đắk Nông qua đường dây nóng 02613 544 777. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại